Hello, xin chào các cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Hết tất cả những sản phẩm CC để ở đây là theo yêu cầu của các bạn là chị ơi review cho em để em biết được. Vì em đã mua của chị rồi nhưng chưa thấy chị review cái sản phẩm này. Thì bây giờ đây, việc đầu tiên là sẽ trả lời cái cô em này trước tiên. Vì em mua tới 10 bịch. Là những cái bịch này các bạn. Thì những cái bịch này là cái gì? Ở trong một cái như vậy thì nó có 3 gói. Chúng ta xài như thế nào? Thì đây thì họ ghi rất là rõ. Các bạn bỏ trong tủ quần áo, các bạn bỏ trong máy hút bụi, ở trong xe, những nơi nào mà các bạn cảm thấy rằng nó ẩm mà nó hôi, thì đây chính là cái bịch để hút ẩm. Và nó tỏa ra một cái mùi thơm, thật là thơm cho chúng ta. Thì CC xài nhiều mùi, xài nhiều loại lắm. Khi các bạn tháo ra nó cẩn thận ha, đừng để cho nó rách nha. Đây ha, đừng để cho bị rách. Đây là cái kim, tháo cẩn thận nha, để nó đâm vào người mình ha. Thì đây, bây giờ CC tháo ra 3 bịch rồi. Cái này mà các bạn để vào bị mưa hay là bị cái gì gió là nó bị hư đó nha các bạn. Thành ra luôn luôn ở những nơi khô ráo để nó hút những cái ẩm ha. Thì trước khi các bạn xài, các bạn để ở đâu? Thí dụ bây giờ dùng một bịch này bỏ ở trong cái tủ quần áo của mình đi. Các bạn nhớ xốc nó lên. Xốc nó lên như vậy rồi bỏ vào tủ quần áo hoặc là bỏ vào vali đồ. Nhất là các bạn ở xa mà lên trên Sài Gòn làm ăn, các bạn thường có một cái vali hoặc là một cái thùng đồ hoặc là gì đó, rồi các bạn hay để ở dưới gầm giường hoặc là gì đó, thì hãy bỏ một cái bịch này vào cái vali hoặc là cái bịch đồ của các bạn. Nó sẽ thơm và nó hút ẩm cho các bạn. Tại vì bên Việt Nam nó ẩm. Đó, lắc lên bỏ vào. Khoảng chừng một tuần, hai tuần gì đó thì các bạn tình cờ mở lại cái chỗ đó ra mà nhìn thấy thì lại cầm lên và tiếp tục lắc, rồi lại để lại. Thì khi các bạn lắc đó thì là các bạn đã làm xáo trộn những cái mà giống như nó hút ẩm từ hai tuần nay, nó sẽ dính lại hoặc nó gì đó, cho nên các bạn hãy lắc lên và sau đó tiếp tục để lại. Là đây, cái này ghi rất là rõ, các bạn muốn để đâu cũng được, nhưng mà CC đã làm rồi, CC biết những cái nơi nào các bạn cảm thấy nó có mùi hôi, nó bị ẩm thì các bạn nên dùng cái bịch này để vào chỗ đó cho CC. Chẳng hạn như đây là chiếc giày của con gái CC mang cả ngày trời đi làm. Mỗi khi về đó là những cái bịch này nè là hay treo ở những cái chỗ để giày lắm. Thế là con CC lấy một bịch nhét vào chiếc giày, để như vậy thôi rồi để đó. Các bạn có biết không, ngày mai hoặc là khi nào mà các bạn mang lại cái đôi giày này thì các bạn sẽ thấy đôi giày CC nói thật thơm phức, thơm thật là thơm, và ở trong này nó khô lắm, nó không còn ẩm ướt. Những cái loại giày như vậy và giày Adidas của cháu ngoại CC để ngay chỗ cái kệ để giày, những cái bịch này các cháu về chỉ việc lấy bỏ vô như vậy xong. Khi nào mang lại thì mang, không mang lại cứ để như vậy. Thì theo như các bạn ở bên Mỹ đó, thì CC nghĩ gia đình nào cũng tốn tiền ở những cái bịch này nhiều lắm. Vì nó rất là tuyệt vời, CC phải dùng chữ tuyệt vời. Nơi nào bị ẩm, nó sẽ hút cái hơi ẩm cho chúng ta, và nó ra cho chúng ta một cái mùi thơm. Giống như ở trong cái hộp mà CC để đồ lót của CC cũng vậy, CC cũng phải bỏ một cái bịch này vào. Thì ở trong cái hộp mà CC review cho các bạn xem rồi đó, cái hộp để CC đựng đồ lót, đựng áo ngực, đựng quần lót, mỗi một cái hộp đó CC đều phải bỏ cái bịch này vào. Để chi? Khi chúng ta mở ra, chúng ta lấy, chúng ta mặc, nó ra một cái mùi thơm, thật là thơm, tuyệt vời lắm. Thì đây, bỏ vào thùng rác sẽ không còn mùi hôi nữa. Bỏ vào máy hút bụi, bất kỳ mọi thứ. Nhưng không được cắt ra nha, phải để như vậy nè. Không được cắt ra nha các bạn, nhớ nha. Có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là sẽ cắt ra để lấy cái bột của nó ở trong là sai nha. Đó, lắc lên, đút vào, có vậy thôi. CC đó thì thích có mấy mùi à? Tùy các bạn thích mùi nào. Mùi mà CC lựa đó là CC thấy hình như ai cũng thích. Đó các bạn, nhất
là về giày. Vì giày á, hôi lắm. Mang cả ngày, mang đi làm, rồi mang vớ. Đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy. Khi về mà cởi cái đôi giày ra đó thì trời ơi, hổi ôi, hôi lắm. Cho nên cần cái bịch này bỏ vào giày luôn. Ở trong đây nó không có ghi là bỏ vào giày đâu, nhưng mà con của CC đọc rồi con CC nghĩ rằng là bỏ vào giày được. Cho nên là con CC đã làm thử thì đúng y như rằng nó work. Cho nên cả nhà đã theo con của CC làm như vậy thì tuyệt vời. Đó, thì đó là câu trả lời của chị, trả lời cho em biết ha. Đó, thì để cho các bạn biết chung là tại vì cô em này cũng mua của CC tới 10 gói như vậy, tức là 30 bịch. Đó. Xong, bây giờ tới cái thứ hai là gì? Thì đây, không biết nói như thế nào luôn các bạn. Tẩy tế bào chết mà bằng kem, mà là cà phê. Trời ơi, mê lắm. Hôm qua CC có một chai thì bán cho ai rồi. Còn hôm nay có một chai này, nó là vừa cà phê, nó vừa đậu, hột đậu đó. Bây giờ CC không có mắt kiến, cái chữ lớn là chỉ nhìn thấy chữ bin là biết là đậu đó, nhưng mà là đậu gì thì chữ nhỏ quá. Các bạn hãy vào Facebook để xem những cái chi tiết CC sẽ ghi rõ ha. Thì đây là cà phê và đậu, tẩy tế bào chết bằng kem ha. Kem chứ không phải là cát. Cát với dầu thì là cái hộp khác rồi, nhưng mà nó là kem. Chà lên người chúng ta, trời ơi, CC xài rồi, cho nên CC mê lắm, mê lắm. Những cái loại bằng kem như vậy nè, bằng trái bơ cũng được, dừa cũng được, hay bất kỳ cái gì cũng được. Nó bằng kem, nó mềm mại, CC thích lắm. Đây, thì đây là tẩy tế bào chết, cà phê và đậu, nhưng mà là kem chứ không phải là cái loại đường. Mà bằng đường á, một tuần các bạn xài 2 lần thôi thì cái đó cái độ giữ ẩm nó rất là cao. Mà người các bạn đó, mỗi lần các bạn đi đâu về, chẳng hạn như CC đi du lịch phơi nắng phơi này nọ về, người sẽ chắc chắn là bị đen, bị dơ, bị này bị kia, thì bắt buộc xài bằng cái hộp. Chỉ là đường và tinh dầu và cái gì đó nó bào chế cho mình, nhưng mà phải dùng cái loại cát, loại đường mà không có kem, để chà cho nó ra hết. Sau đó sức dầu, sức body lotion nó mới thẩm thấu, nó mới ăn và từ từ nó mới nhả ra hết những cái mà mấy tháng nay CC đi bụi đời ha. Còn chúng ta bình thường, nhưng chúng ta vẫn phải xài. Còn các bạn bình thường thì vẫn phải xài tẩy tế bào chết. Cái loại kem này nè, một tuần các bạn xài, một tuần, hai tuần thôi. Khi các bạn xong cái này rồi, các bạn sẽ nghe cái mùi cà phê với mùi đậu, trời ơi, nó trên người các bạn. CC nói thật nha, thích lắm mà không biết diễn tả, tuyệt vời. Và đây, khi cái này xong rồi thì các bạn hãy dùng cái chai body lotion này. Nó là dừa, nó giữ ẩm cũng rất cao, có thể đi được với cà phê với đậu ha. Chứ cái dừa này mà xài với vitamin C thì là no, nhưng dừa với đậu là yes. Cái này xong, da thịt của mình thật sự là tuyệt vời. Sau đó lấy lotion dừa bôi lên người chúng ta, dưỡng ẩm, oh my god, mê luôn. CC nói thiệt đó, tại vì có 2 chai à, chứ nếu có thêm một chai thứ 3 CC sẽ lấy ra xài liền cho các bạn xem. Nhưng mà từ từ CC sẽ mua được. CC đó, 7 loại tẩy tế bào chết, 7 loại xà bông gội đầu, 7 loại sữa tắm gội, 7 loại lotion và 7 loại body oil. Cái gì CC cũng xài tới 7 hiệu, 7 loại. Thì CC thích, CC đam mê, từ ngày xưa tới giờ là vậy. Cho nên bây giờ dùng cho các bạn những sản phẩm này, cho nên CC mới có nhiều như vậy đó, để mang ra đây đưa cho các bạn xem. Bởi vậy CC nói với các bạn là CC đi mua những cái mặt hàng này là CC thuộc lòng rồi. Vì CC xài quá nhiều mà, thuộc lòng trong đầu mình rồi. Liếc qua thấy một cái là chỉ cầm bỏ vô giỏ xe thôi, không cần đọc. Cái nào nó lạ lẫm lắm thì cầm lên đọc, không cần, thuộc lòng. Cho nên là CC mới review cho các bạn. Và CC biết được là cái chất lượng nó như thế nào, biết rằng da của mỗi chúng ta sẽ khác nhau. Nhưng mà CC nói theo cái chia sẻ CC cảm nhận được.
Nhưng mà hàng ở bên Mỹ thì các bạn yên tâm, nó không có thuốc tẩy, nó bảo vệ da các bạn, cho nên các bạn không sợ bị cháy da hoặc là bị gì đâu. Có bị gì là phải ngừng sử dụng ngay, nhưng mà nhẹ lắm các bạn. Ở Mỹ họ làm ra cái gì họ cũng nuôi dưỡng lâu ngày, chứ không phải là một ngày một bữa, cho nên cũng yên tâm ha. Đó, tèn tèn tèn, thích vô cùng nè. Rồi sản phẩm thứ ba là gì? Là hai sản phẩm đây. Xin nói với các bạn cái bộ này, CC chỉ mua được một hộp tẩy tế bào chết này thôi, khi chưa bao giờ xài cái loại đường đen như vậy. Thì thấy cái hộp nó đẹp, cho nên lấy cái phone bấm vô để xem cái công dụng của nó như thế nào. Thì thấy thật sự cái đường đen này nó quá chất lượng, dành cho những người da của các bạn cảm thấy không ổn về body nha. Da dày quá, da không ổn, da bị đồi mồi, da bị đốm, hoặc là nói chung là bị rất nhiều, thì các bạn bắt buộc phải xài cái hộp này cho CC. Cái hộp này nó tẩy tế bào chết cực hay luôn, hay vô cùng luôn. Khi các bạn xài nó đi, các bạn xả nước, các bạn nhìn ở xuống dưới nước coi coi nó ra màu gì. Da các bạn, ở những cái spa mà con CC đi, họ xài loại này 250 đô, một tiếng đồng hồ vô người ta làm spa cho mình, và sau đó ở lại hưởng thụ một ngày luôn. Nhưng mà họ dùng cái này thì về CC mới coi, thì CC thấy, thì CC mới biết cái loại này mà chưa bao giờ CC xài qua. Nhưng CC đọc rồi thì CC mới biết, cho nên là CC mua. Sau đó về cứ coi nữa và thấy mê quá, mua 3 hộp luôn. Hôm bữa bán một hộp rồi, bây giờ còn 2 hộp này. Nhưng mà CC lại không mua được cái chai sữa tắm này, cho nên thôi, mình nghĩ là mình có 1 hộp này thôi. Nhưng rồi tình cờ một ngày nào đó CC đi thấy chai sữa tắm, mừng quá, CC lấy ngay, không đắn đo và không suy nghĩ. Rồi trong đầu mình nghĩ là trời ơi sướng quá, thế là chúng ta có được một bộ rồi, một hũ tẩy tế bào chết và một chai sữa tắm là thích nhất. Rồi ngày qua ngày thì tình cờ bữa đó CC đi ra cái khu nhà giàu mà CC kể cho các bạn nghe, con CC đưa đi đó, ngày em đã mua được nhiều đồ đó. Trời ơi, thấy được chai lotion nè cùng với nó luôn. Ôi CC vui mừng mà, CC nói thật với các bạn ha, vui mừng mà không thể tưởng được. Trời ơi, đủ bộ luôn. Mà dưới CC chai lotion không có. Hộp này bữa đó CC mua được 3 hộp. Cái chai sữa tắm này có một chai duy nhất và không thấy ở đâu có nữa. Tự nhiên có được một cái chai lotion nữa. Trời ơi, CC sung sướng vô cùng. Một bộ luôn, đủ 3 món luôn, mừng ơi là mừng. Đó, thì CC biết rằng là sẽ có chỗ bán. CC ở Mỹ, CC mua được. Nhưng bộ này CC sẽ nhường cho bạn nào cảm thấy thích. Nếu da các bạn nâu, nếu da các bạn đen, nếu da các bạn cảm thấy thiếu tự tin thì hãy sử dụng nó. Đường đen ha, tuyệt vời. Rồi sau đó CC tiếp tục đi khám phá cái này, vì CC chưa xài qua, CC không biết, chỉ thấy cái chai nó đẹp nè, vào tìm hiểu. Cái loại này đó là của Mỹ, nhưng họ gia công ở bên Trung Quốc làm và sau đó họ nhập lại về Mỹ. Họ độc quyền tại Mỹ, họ ghi rất rõ ràng cái nhà sáng chế là ai, từ năm bao nhiêu, và cái địa chỉ của cái nơi office đó, và cái địa chỉ ở bên Trung Quốc gia công, và họ ghi rất rõ. Thì sau đó CC mới follow theo những cái mà người ta ghi ở trên đó, thì người ta rất là cảm ơn cái nhà thiết kế nào, cái nhà sản xuất nào mà đã tạo ra những cái chai sữa tắm như vậy. Cái vấn đề họ gia công Việt Nam hay Trung Quốc làm không quan trọng. Cái quan trọng của họ là họ design ra được một sản phẩm quá tốt. Nhưng nếu ở Mỹ sản xuất thì cái tiền nó quá đắt, thì họ sẽ không bán được nhiều và cũng sẽ không có nhiều người xài. Cho nên họ phải gia công với bên nước ngoài. Họ sản xuất ra và họ độc quyền, không một đất nước nào có thể có bán mặt hàng này ngoại trừ nước Mỹ. Họ độc quyền trên thế giới nha các bạn. Tức là không một
nào có quyền sản xuất cái loại này cả. Họ ghi rất rõ ràng, họ độc quyền. Nhà sản xuất ra những chai sữa tắm này ở Mỹ có địa chỉ hẳn hoi. Nhiều khi các bạn thấy Trung Quốc các bạn sợ, nhưng không, các bạn phải đọc thêm một chút nữa các bạn mới biết. Giống như Mỹ, những cái áo đầm CK giống như CC mặc đó rất là đắt tiền. Cho nên ngày xưa thì CC mua lúc đắt tiền, nhưng sau này CC mua ở những cái nơi như vậy nó rẻ. Nó chỉ còn khoảng chừng 49 đô, 50 đô thôi. Một cái thôi. Còn nó mua giá bình thường là khoảng 125 tới 150 đô. Nhưng gia công là Việt Nam may đó. Là như vậy. Cho nên các bạn đừng có ngại và đừng có sợ khi thấy chữ Made in Trung Quốc. Nhưng các bạn đọc thêm một chút nữa các bạn sẽ biết được rằng cái này là Mỹ gia công. Thành ra cái bộ này người Mỹ đánh giá cao vô cùng. Cái cao ở đây là cái gì? Vì cái sản phẩm quá tốt mà cái giá tiền quá rẻ. Là như vậy. CC sung sướng quá vì mới biết và mới khám phá ra. Cho nên bộ này CC sẽ để lại cho bạn nào thích. Hãy liên lạc với em Sa, số phone là 0982571934, 0982571934. Nếu CC có thời gian thì sẽ đăng ở trên Facebook hoặc YouTube, còn nếu không thì chờ CC vài ngày nữa. Nhưng bộ này chỉ có một bộ duy nhất mà thôi. Một bộ một, nặng lắm các bạn. Trời ơi, mê lắm luôn đó, yêu lắm luôn, thích lắm luôn. Thích lắm, sẽ xài. Và đây cũng chỉ có một bộ duy nhất thôi. Cà phê và đậu, dừa, tẩy tế bào chết bằng cream, lotion, ten 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 ten. Bây giờ là những cái bịch này. Các bạn nào muốn mua những cái gói thơm như vậy, gói thơm hút ẩm, thì cho CC biết. Cái đợt vừa rồi CC gửi cho anh Sa thì anh chưa nhận được đâu. Nhưng mà sẽ có những cái, nó khác cái hình như vậy, nó khác cái mùi, nhưng mà toàn là mùi CC thích. CC mua cho anh Sa xài đó. Ngoại cái ship về cho các bạn thì các bạn trả tiền rồi, CC mua riêng cho anh Sa khoảng 20 bịch để cho anh Sa đó. Các bạn nào mà cần thì cho CC biết. Cái này là cái các bạn rất cần ở trong mỗi gia đình đó. Khi CC đăng lên có mấy chục bịch à, các bạn mua cái vèo một cái hết luôn. Rồi sau đó CC lại tiếp tục đi mua cho các bạn nữa. Nhưng rồi đi ra lựa những cái mùi đó không thích. Thì mới đây CC tìm được 12 bịch tổng cộng. Thì bây giờ coi như có 12 bịch. Nhưng mà nó có nhiều mùi, các bạn cứ giao phó cho CC đi. Mùi nào cũng thơm cả ha. Đó thì có 12 bịch. Bạn nào muốn mua liên hệ với anh Sa 0982571934, 0982571934. Thanh toán tiền với anh Sa, CC mới gửi hàng về. Mít lòng trước được lòng sau, các bạn thông cảm nha. Vì CC gửi hàng về cho các bạn, CC tốn tiền gửi đó. Cho nên các bạn phải gửi tiền cho CC thì CC mới gửi hàng về cho các bạn ha. Đó là những gì CC chia sẻ trong video này. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.